Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Lùm sụp khắp nơi, vàng miếng SJC trở thành hàng hiếm. Vào những ngày đầu tháng 6 năm 2024, thị trường vàng miếng SJC tại Hà Nội trở nên sôi động và căng thẳng hơn bao giờ hết khi người dân đổ xô đi mua vàng, tạo ra cảnh tượng xếp hàng dài dằng dặc. Tình trạng này đã khiến nhiều người bức xúc và lo lắng vì không thể mua được vàng dù đã dành cả ngày xếp hàng tại các điểm giao dịch. Khảo sát của phóng viên báo Người Lao Động vào ngày 4 tháng 6 cho thấy, tại Hà Nội, các điểm giao dịch vàng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn là Agribank, Vietinbank, Vietcombank và BIDV đều nhanh chóng hết số từ sáng sớm. Điều này khiến nhiều người dân phải lấy số từ sáng sớm và đặt cọc trước 10% số lượng vàng muốn mua rồi quay lại vào buổi chiều để nhận vàng theo giá niêm yết. Trong khi đó, các tiệm vàng như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý đều thông báo ngừng bán vàng SJC vì không có hàng. Theo thông tin trước đó, 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV bắt đầu triển khai bán vàng miếng từ 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6 sau khi mua trực tiếp từ ngân hàng nhà nước nhằm bình ổn thị trường. Ngoài ra, còn có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng tham gia trong chương trình này. Tại chi nhánh Vietcombank trên đường Láng Hạ, từ 9 giờ sáng, nhân viên bảo vệ đã thông báo hết chỗ để xe và phòng giao dịch chỉ phát 40 số thứ tự để bán vàng vào buổi chiều. Vì vậy, giờ có xếp hàng cũng không có số, nhân viên này chia sẻ. Nhiều người dân Hà Nội đã không thể mua được vàng trong ngày 4 tháng 6, một khách hàng tên Chi bức xúc. Hôm qua, tôi xếp hàng tại chi nhánh này, chưa đến lượt mà ngân hàng thông báo hết vàng nên viết giấy hẹn 9 giờ 30 phút sáng nay quay lại. Nhưng sáng nay tôi quay lại thì ngân hàng yêu cầu xếp hàng lại từ đầu. Chị Hải Ninh, một người dân quận Cầu Giấy cho hay, tôi đến từ 8 giờ sáng nhưng không thể mua được vàng vì các ngân hàng đều thông báo hết số. Đến các tiệm vàng lớn như Bảo Tín Minh Châu, Doji hay Phú Quý cũng không bán vàng miếng SJC vì không có hàng. Tại tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC chỉ được bán trong 1 giờ đồng hồ từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút, sau đó ngừng nhận khách. Trong khi đó, các cửa hàng Doji và Phú Quý đã ngừng bán vàng miếng từ vài ngày trước do không có hàng. Tình trạng này khiến không ít người mua vàng phải ra về tay trắng dù đã dành nhiều giờ xếp hàng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình cũng không khả quan hơn. Ngay từ sáng sớm ngày 4 tháng 6, những chi nhánh ngân hàng được phép bán vàng miếng cho khách hàng cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh có khá đông người chờ đợi mua vàng. Tuy nhiên trong buổi sáng, các ngân hàng đều chưa có vàng để bán cho khách. Do các ngân hàng không quy định số lượng vàng mỗi khách được mua nên có người đăng ký tận 30 đến 40 lượng. Các điểm bán vàng của Vietinbank và BIDV đều quá tải với hàng trăm khách hàng chờ mua vàng. Ở một điểm bán vàng của Vietinbank, hàng trăm khách hàng được nhân viên hướng dẫn kê khai thông tin cá nhân, số vàng cần mua không bị giới hạn, nộp tiền mở tài khoản. Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngừng nhận khách vào lúc 15 giờ vì lượng khách bốc số ngồi chờ đã quá đông. Nhiều người phải chờ từ sáng đến chiều nhưng vẫn không mua được vàng. Trong khi đó, không khí giao dịch tại các điểm bán vàng của công ty SJC diễn ra khá nhộn nhịp. Ngân hàng Nhà nước cho biết giá bán vàng miếng SJC ngày 4 tháng 6 là 77.980.000 đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng so với ngày 3 tháng 6. Mức giá này vẫn cao hơn giá vàng thế giới, nhưng nhu cầu mua vàng miếng của người dân vẫn rất cao. Điều này khiến Ngân hàng Nhà nước phải bán vàng ra thị trường để bình ổn giá và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Một thành viên của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam nhận định, Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục bán vàng miếng cho đến khi giá vàng SJC chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, nếu Ngân hàng Nhà nước ngừng bán ra, người dân vẫn tăng sốc mua thì giá vàng SJC sẽ tăng trở lại. Chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước lại bị nới rộng. Khi đó, Ngân hàng Nhà nước không thể kéo dài việc bán vàng miếng SJC vì phải liên tục nhập khẩu để bù đắp cho số vàng đã bán ra thị trường. Điều này đi ngược xu hướng của các ngân hàng trung ương trên thế giới là tăng dự trữ ngoại hối, trong đó có vàng nhằm tích cốc phòng cơ. Giải pháp dài hạn và khuyến cáo từ Ngân hàng Nhà nước. Để giải quyết tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước cần kiến nghị chính phủ trao quyền sản xuất vàng miếng cho nhiều doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường vàng miếng, từ đó giúp giá vàng trong nước ổn định hơn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục can thiệp để thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường vàng. Một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh vàng cho biết, 10 năm qua, các ngân hàng đã không tham gia việc bán vàng. Do đó, việc chuẩn bị hậu cần, nhân sự cho việc này trong vòng chưa đầy một tuần là vô cùng khó bởi vì kinh doanh vàng rất đặc thù và đòi hỏi các kỹ năng riêng biệt.
khi tổ chức mạng lưới phân phối, bán lẻ vàng tới tay người tiêu dùng sẽ mất rất nhiều thời gian. Giả sử giá vàng mà các ngân hàng bán ra rẻ hơn nhiều so với mức hiện tại, người dân đổ xô đi mua. Lúc đó, bài toán lớn sẽ đặt ra cho các ngân hàng về nhân lực có đủ kinh nghiệm trong điều phối bán hàng, điều chỉnh giá bán theo biến động của thế giới, vị này nói. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới. Theo đó, nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Agribank đưa mức giá bán 78,98 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng so với ngày 3 tháng 6. Đại diện các ngân hàng đều khuyên người dân nên thận trọng, không nhất thiết mua vàng vào những ngày đầu các ngân hàng thương mại nhà nước triển khai bán vàng. Các ngân hàng thương mại nhà nước sẽ không bán vàng cho đến khi nhà điều hành tiền tệ đạt được mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định số 1012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình mua bán vàng miếng. Theo đó, chậm nhất 2 giờ trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức giao dịch mua bán vàng miếng, Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước gửi thông báo mua bán vàng miếng qua địa chỉ thư điện tử cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Theo báo Tiền Phong, ngày 4 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi đã có văn bản chỉ đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC tập trung huy động năng lực sản xuất vàng miếng để phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ. SJC cũng được yêu cầu tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoạt động liên tục và kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh để Ủy ban Nhân dân TP.HCM xem xét giải quyết. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã giao cho công ty SJC thực hiện nghiêm ý kiến của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, tập trung huy động năng lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước với khối lượng lớn để phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng. Đồng thời, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, bảo đảm hoạt động kinh doanh được thực hiện liên tục. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc về kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất vàng miếng SJC, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân TP.HCM để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM theo dõi, hỗ trợ công ty SJC trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia ổn định thị trường vàng theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước, khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục can thiệp để giảm giá vàng và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế nhằm chống lại hiện tượng vàng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, người dân không nên đổ xô mua vàng vào những ngày đầu các ngân hàng triển khai bán vàng để tránh tình trạng khan hiếm và tăng giá bất hợp lý. Việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng ra thị trường để ổn định giá là một bước đi đúng đắn nhằm thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất cao. Để giải quyết tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường nguồn cung vàng miếng, đồng thời kiến nghị Chính phủ cho phép nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất vàng miếng. Điều này sẽ giúp thị trường vàng miếng ổn định hơn, giảm bớt áp lực cho Ngân hàng Nhà nước và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.